Hi, chào tất cả các bạn. Thì chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cửa hàng mình còn những cái súng gì ha. Hôm nay là ngày 10 tháng 3. Đây mình sẽ giới thiệu từ kệ dưới lên kệ trên luôn ha các bạn. Đây. Kệ dưới đây là mấy cái súng 90 ha các bạn. Súng này là súng 9 phân. Là bắn đinh từ 9 phân cho xuống. Đây mình lấy thử cây kệ xem. Model là NV90 AB2. Hơi từ 4.9 đến 7.8 3 bắn đinh từ 45 đến 9 phân. Đó. Cây này cây 90. Đây nữa cây 90 luôn. Này hiệu Hitachi, này Hitachi. Đây cũng là Hitachi 90 luôn. Đây là thằng mắt. Mắt 90 nha các bạn. Là bắn đinh 90. Đây. Thì mấy bạn nào bắn pallet hay là đóng bô pin thì sử dụng mấy súng này nhiều. Thì mấy cái súng 90 thì các bạn bắn đinh 75 là rất là ngon. Tại nó mạnh. Ở đây mình có con cây như mới luôn ha. Quá mới luôn. Đó, còn trong hộp nha các bạn. Thì bất nào bạn nào cần thì liên hệ mình. Ok, cảm ơn. Đó là những cái cây súng 90 ha. Hồi mình sẽ bắn thử cho bạn xem. Rồi. Trên đây kệ tiếp trên đây là súng 65 ha các bạn. Mình còn dòng súng 75 nữa nhưng hiện tại 75 đang hết hàng rồi. Đây là những cây súng bắn đinh 65. Đây mình có mắt CN630 nè. Cây này bắn từ 65, 57, 5 phân, 40, 50, 40, 45, 38. Đó. Cây này Hitachi cũng 65 cho xuống luôn. 65, 57, 5 phân, 45, 38 bắn được hết. Này cũng Hitachi luôn nha. 65 AF2. Ở đây Makita. Thì các bạn nào mua thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0908875468 ha. Thì để xem những cái video tiếp theo các bạn có thể subscribe kênh của mình ha các bạn. Subscribe để mình giới thiệu thì khi mà mình đăng video thì nó sẽ hiện lên bên trên của bên bạn. Cây này cây 5 phân Hitachi luôn nè. Này bắn đinh từ 5 phân trở xuống. Cây này bắn rất là ngon. Đây dòng cũng là 5 phân luôn. Mình sẽ giới thiệu cái dòng này sau. Đây. Rồi từ bên đây dài qua bên đây là 5 phân hết ha các bạn. 5 phân. Bắn đinh 5 phân trở xuống. Thì mấy cái dòng này của mắt nè. Mấy cái dòng này bắn rất là ok nè. Rất là ngon. Các bạn nào xài pallet thì cái này rất là nhỏ rộn. Nó tầm khoảng 1,5 kg nè. Để đinh vô nữa chắc khoảng nó 1,7 kg, 1,8 kg gì đó. Nếu mà để đinh vô luôn các bạn bắn á thì cầm chắc khoảng 1,7 kg, 1,6 kg, 1,7 kg gì đó. Thì mấy cái dòng, thường mấy cái giống dòng của Nhật á, nó làm bằng cái hợp kim nên nó rất là nhẹ. Nên các bạn bắn rất là ok, nó không mỏi tay ha. Ok. À đây là mấy cái súng lối đinh. Súng lối đinh là súng bắn đinh ga ha các bạn. Đây. Thì hôm bữa mình có nhiều lắm mà giờ mình còn 2 cây à. Hiện tại mình đang làm ga thêm. Chắc khoảng 4-5 ngày nữa sẽ có cái lô hàng mới. Đó. Thì cây này rất là nhẹ ha. Nó không ký 2, ký 3 gì đó. Ok. Và tiếp trên đây. Đây là cái dòng súng đinh cuộn 5 phân. 5 phân tới đây là 65.
Đó. À còn đây nữa hai cái giò này. Cây này bắn đinh 38 cho xuống nha các bạn. Makita nè. Đây cây mắt nè, cây này là mình rất là tâm đắc, rất là thích. Cây này rất là thích luôn, bắn rất là ngon, hồi mình sẽ thử cho các bạn xem. Rất là ngon luôn. Đầu hơi 360 độ luôn nè. Rất là ngon. Rồi. Đó là những cái dòng súng đinh cuộn, còn đây là những cái dòng súng đinh đinh chỉ, đinh ép, đinh u. Đây. Đây là những cái dòng súng đinh đinh chỉ đây. Ha các bạn. Những cây còn rất là mới ha các bạn. Đây. Chỉ nè, Kanetatsu KZ35B, cái này mình review rất nhiều, bắn rất là ok. Nó không có lỗi lầm gì hết. Ít khi bị lỗi lầm. Đây mình còn hai cây này thôi các bạn. Các bạn nào mua thì liên hệ với mình ha. Và tiếp theo đây là ba cây súng đinh chỉ của Mắt. Ủa, đúng rồi, ba cây súng đinh chỉ của Mắt TA235. Thì cây này bắn đinh đinh từ 12 đến 35. Thì đó, nó có cò phụ an toàn. Cò chính. Còn cái này rất là mới nè. Thì đây mình giới thiệu sơ thôi, thì tí mình sẽ khi nào mình lên rảnh mình sẽ làm những cái video giới thiệu từng chi tiết từng khẩu súng ha các bạn. Thì các bạn có thể coi trước. Này. Này cũng mắc luôn. Đây đinh ép. À đây là đinh U ha các bạn, Uzi đinh rim á. U10 nè. Đây là U10Z, xài U10Z. Model là TA235. 225 chứ. Bắn đinh từ maximum 5.25 trở xuống. Còn đây. Cái này cũng có U luôn nhưng mà xài U4 ha các bạn. Đây cũng xài U4 luôn nè. Còn hai cây U4, một cây U10. Và các súng bên trong này là súng bắn đinh đinh dòng đinh N ha các bạn. Dòng đinh N. Đây. N. Sao quay được cái mạc trong vậy ta? Đó. Để mình đọc nha các bạn. Đó. Đinh bắn đinh từ 32 đến 5 phân dòng đinh N ha các bạn. Hiện tại dòng đinh súng N thì mình còn 2 4 5 cây dòng súng đinh N ha. Đó. Còn đinh ép thì mình chỉ còn 4 cây trong này thôi. 4 cây thôi. Cái này thì nhìn nó xấu. Cái này bắn rất cũng rất là ok. Thì hồi để mình test thử nó thử. Cái này thì mình bán rẻ thôi. Còn cái này. Ba cái này là cái mắt. Mắt 211 FB. Đó. Thì mấy cái này tí mình sẽ review, mình sẽ bắn thử cho các bạn xem. Hay lấy giùm mấy cái hộp đinh ha. Đinh đinh chỉ với đinh đinh ép á, bỏ đầu kiếm á. Kiếm thì quay luôn, bắn luôn thịt. Thì giờ trước tiên mình bắn thử cây đinh cuộn trước ha các bạn. Ok. Giờ mình thử cái đinh cuộn đi, cuộn 90. Đây mình có cuộn đinh này chắc 75 gì đó, mình không đo nữa. Nhưng mà chạy để vô bắn thử đi. Thì để đinh thì các bạn để gì thôi. Coi cái bọc ở đâu nãy, cái bọc nãy ở đâu ngoài hay gì. Ok. Đây mình có cái cục cây. Giờ thì mình gắm hơi vào. Một tay mình cầm máy, một tay mình quay nên nó hơi khó. Rồi. Vô được rồi. Ok, giờ mình bắn thử các bạn xem ha. Này là siêu súng 90 ha. 90. Đó. Wow. Đó ha các bạn. Rất là ok ha. 90 á.
Ok. Coi coi rau trong bịch nãy hai lượm qua bên kia. Ok. Lượm lên ga cái. Bây giờ anh thử cái Hitachi ha. Ủa Hitachi có đinh sẵn rồi. Đó. Lựa ra giùm em mới đinh đi. Dạ. Ok, giờ bắn đinh 90 cây này, cây Hitachi NV90AB. Thì cái dòng này bắn cũng rất là ok các bạn. Rồi, đè xuống bóp cò thôi. Đó ha các bạn. Lúc cán ha các bạn. Đó. Rồi. Ồ, để mình thử cái này đi. Cái này này bắn rất là ok nè, nhưng mà gỗ thì tương đối mềm xíu nè, tại cái súng nó nhỏ lắm, bắn đinh từ từ 25 đến 38. ha. Rồi. Ăn thử ha các bạn. Để im đi, để im. Rồi. Đó. Rất là đã ha các bạn. Sao quấy luôn. Ok. Bạn nào mua thì liên hệ mình ha. Mình để đây đi tôi. Giờ tới mình sẽ test cái ép. Ép thì để hai cây xuống đây. Ép ha. Ép thử cái này trước đi. Cái này nó xấu nhưng bắn cũng rất là ok nè. Xem ha. Nè, quay xem. Đó. Thấy đinh không? Bắn rất là ok. Thì mấy cái này bắn được đinh 5 phân hết nha các bạn. Cái này thì đinh này như đinh 25 này. Đó, sao quấy hết ha các bạn. Ok. Giờ để mình thử tiếp mấy cái đinh U ha. Này U10G đây. U10G. Đây mình có mấy cái đinh. Đinh này ha các bạn. Đinh này đinh là 22. Để vô bắn thôi. Ok. Rất đẹp ha các bạn. Bắn rất là chuẩn luôn, lưỡi gà đi ngay luôn, hơn rất là chuẩn. Ok. Giờ mình test xong rồi đấy. Thì các bạn nào muốn mua hàng thì liên hệ với mình ha. Đừng quên subscribe trên kênh của mình để follow đôi lúc các bạn cần những cái súng này. Thì hiện tại thì có rất là nhiều người ta đầu tư. Thì cái súng này đầu tư cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần một cái bình hơi nhỏ nhỏ thôi. Bình hơi chừng 8kg. Bình hơi nhỏ nhỏ các bạn bắn ở nhà là rất ok thôi. Giờ bác làm bắn súng cho nó nhanh chứ giờ bác làm tay rất là cực.
vậy đó. Quá trời súng luôn. À, còn mấy cái súng này. Súng này mình chưa có không biết về đinh mình để đâu nữa. Để hồi nữa mình kiếm đinh mình sẽ test những cái súng này riêng cho các bạn. Súng này bắn rất là đã, rất là ok. Các bạn nào đóng thùng, đóng kiện á, đóng kiện các bạn đóng pallet đóng được cái này luôn. Pallet mà dán các bạn đóng chừng 5 phân là nó rất là chắc, tại nó dạng U mà. Rất là chắc. Và giá đinh của nó cũng rất là mềm so với đinh cuộn của mình. Tính ra nó lợi hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của mình ha. Hoặc là follow trên kênh Facebook. Thì nếu các bạn có nhu cầu, các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 090 88 75 468. Mình tên Khánh ha. Rồi, bye bye các bạn.